Vâng, Gado xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, Hiếu Minh đang có mặt tại kho của Hiếu Minh Auto. Thì hôm nay bên em về hai lô loa, nhưng trước mắt các bác là em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác anh em một siêu phẩm, có thể nói là một siêu phẩm thật sự luôn. Vì là sao lại nói từ siêu phẩm? Vì báo cáo bác ấy thì nói đến sản phẩm loa của Mỹ, dòng loa TB. Thì em nhập đơn vị em có thể là em rất hay săn lùng các dòng loa này vì nó rất là hiếm. Nhưng hôm nay có một model có thể là cực kỳ hiếm mà đến ngày hôm nay em mới nhập được và đến tại Hiếu Minh Auto mới về được số lượng cực kỳ ít các bác nhá. Số lượng về được có khoảng 16 đôi thôi các bác ơi. 16 đôi thôi các bác ạ. Rất ít các bạn. Nguyên chất bã trở về này các bạn ơi. Chưa vệ sinh gì đâu các bác ơi. Để tháo ở các sàn ba này các bạn này. Các vân mừng treo ti các bạn này. Nó bụi bẩn đấy nhá, em chưa vệ sinh nhá. Quay mộc cho anh em luôn. Các bạn biết này. Một đôi loa này có để chơi ở những không gian đây các bạn nhỉ. Chờ ti đây. Đấy. Ngày mai thì em chỉ cần là lấy cái nọ sơn bóng em lau cái này hết thôi các bác ạ. Hàng trong tình trạng rất là đẹp các bác nhá. Còn hàng đấy thì hàng đã treo ti ở những phòng 3, phòng bay thì nó không cháy ở bụi bẩn này. Thì ngày mai em sẽ vệ sinh. Và đây có thể là phiên bản limited, phiên bản giới hạn để phục vụ anh em. Với thiết kế thùng cân như dòng thùng của JBL các bác nhá. Như dòng thùng của JBL luôn. Các bác nào như mua sắm những dòng JBL 6012 ấy thì bác biết rồi, cái dòng này thiết kế thùng như vậy và gỗ của nó sử dụng là gỗ sồi các bác nhá. Gỗ sồi. Lên dòng gỗ sồi là dòng, tại sao phải nhấn mạnh là gỗ sồi? Dòng gỗ sồi là dòng gỗ với độ bền cao, chống nước, chống mối mọt, đánh thùng nó chắc, tiếng bát ra sâu, tiếng tép ra tơi, bát ấm sâu các bác nhá. Đấy. Phiên bản của nó là TK8012L. Với công suất của nó là 400W ở độ trở 8 ohm, trọng lượng là 19kg. Tại sao em phải có cái gì? Khi bác nhìn vào 19kg bác lại tưởng ảo. Thì báo cáo bác ấy thì đây là dòng phiên bản giới hạn như em nói là sử dụng là bát neo. Và cái neo của nó ấy là sử dụng neo cực kỳ gấu và cực kỳ ngầu. Nó thể nó là một phiên bản limited cực kỳ độc để phục vụ anh em. Thì quay vào vấn đề ngoại thất đây. Ngoại thất thì em quay vào thiết kế thùng cân này. Căng lưới lỉ nhá. Căng lưới lỉ này ấy, ở ngoài lưới lỉ này ấy, thì nó thiết kế có hai phiên bản là một cái bọc lưới sắt cũng lỉ. Nhưng nó như nhau thôi nhá. Và một đằng là sử dụng là lỉ này, lỉ ở bên ngoài, một đằng là lỉ trong các nhá. Lỉ trong. Thì cái logo ở giữa. Logo này xoay được này. Đấy hàng xịn bác nhìn logo xoay được nhá. Đấy, logo xoay được đấy các bạn, logo xoay được đấy các bạn không? Và bên lỉ ngoài. Và dòng loa được sản xuất tại Mỹ các nhá. TB8012L. Với công suất cho ra là 400W ở độ trở 8 ohm. Cái điều quan trọng bác nhìn vào độ giải chúng này. Ở các phân khúc loa full thông thường thì độ giải nó xuống khoảng độ 60-65 đến 70 là sâu lắm rồi. Con này xuống lên 58 đến 19 kg. HZ xuống siêu sâu luôn bác nhá. Và tại sao em nhấn mạnh nó tại sao xuống sâu vậy? Xuống sâu vậy thì tiếng bát ra cực kỳ sâu và tiếng tép cực kỳ tơi. Đây, www.tubosound.com. Đây mã vạch CD của nó nhá. Mã của nó sử dụng là G12L A44 các bác nhá. Đấy. Rồi cái dòng này là thủ dòng này thì tất cả nó là ốc lùa ốc rác hết các bạn ạ. Ốc qua khế này các bạn này. Từ phần chạm hậu này. Chữ ốc này, các bạn nhìn ốc chưa? Ốc nó mã ốc luôn này. Anh lật em cái đít này lên này. Úp cái đít lên cho anh. Đây đây không, úp lên lên này. Chạm nó bằng của TSG luôn các bạn nhỉ. Chạm nó này. Cái hộc nó này, các bạn nhìn không? Nghe đồng bộ của TSG luôn. Sử dụng ốc này, ốc hoa thị các bác nhá. Đấy. Siêu đẹp luôn cho anh em các bác nhá. Mang tính chất sưu tầm. Bây giờ em sẽ tiến hành quay nội thất và test âm nhanh cho anh em xem. Thì báo cáo biết một cặp loa trong tình trạng zin xịn đẹp. Cái từ nó rất là đẹp luôn các bác ơi. Các bác nhìn vào từ này. Nó leo như một cái leo này, leo ở phân khúc khác. Các bác để những dòng leo như 4012, những dòng leo ở phân khúc đời cao mà các bác mua những dòng loa leo mà dòng leo của Martin xịn ấy, Martin này là Martin sản xuất Anh Quốc ấy. Cái leo này bác nhìn nó y xì vậy. Củ leo chất không? Củ leo là như nó nhôm đúc bác nhá. Sắt xi nhôm đúc này. Nhôm trắng phau luôn, nên là nhôm xi luôn bác nhá. Nên nó rất là gọn nhẹ, nó đúc nguyên khối luôn. Bác nhìn không? Trắng đẹp luôn các bác ơi. Bằng nhôm. Một củ bát này là 400 nhá, để chỗ này nó hơi vạch mờ. 400W độ trở 8 ohm cộng với một củ bao của chép nữa. Đấy. Cộng hưởng nữa. Mã sử dụng là G12L.
Ê, xe thì bác nhìn cái tem này này. Cái tem nó dập chìm trên cái tấm này luôn nhá. Để bác gờ sờ nó sẽ gợi thấy gợn. Vì hàng công ty nó dập chìm trên cả cụ từ luôn, nó dập chìm của cái tem ánh sao này của TB này. Đấy, thấy không? Chất chưa? Hàng kịch độc cho các bác anh em nhá. Lật em cái bát lên nào. Bác nó sử dụng bát như dòng JB. Gân nhựa tẩm dầu 3 lớp, đẹp kính cong, các bác thấy không? Còn rất đẹp vì đằng trước chắn lỉ nên nó còn rất là đẹp các nhá. Nhện kính giám này bác này. Nhện kính giám xem phần râu này anh. Đấy, phần keo vào này bác nhìn chưa? Đấy, nó đổ keo trong kìa, keo trong ngả vàng kìa. Ngả vàng theo thời gian này. Đấy, chất không? Đẹp. Và trên gương một cái mà nó cực kỳ đẹp và các bác nghe chất âm các bác biết được nữa. Dụng cụ chép bác nhá. Chép của nó này, anh lấy cái về đây. Cái con cái đây quên. Đây này, tại sao em nói là cái dòng này cực kỳ độc. Bát nó chất rồi, chép nó chất này. Bác nghe gì không? Phễu của nó là sử dụng phễu nhá, phễu bằng gang nhá. Cái phễu gang này không phải để cho nó đẹp, cho nó vui đó nhá. Cái phễu gang này khi nó cộng hưởng nó lại cùng cái lực chép của chép BNC ấy, chép Session này, chép của Mỹ này ấy, thì cộng hưởng với cái phễu gang này cho chứng chép siêu tơi hay. Và một cặp loa này các bác chơi ở không gian từ 30, 35, 40 mét vuông tẹt ga các bác chơi gia đình nhá. Đây là chép của TB luôn các bác này. Made in USA. TB luôn nhá. Là cái bụi thôi các bác, không phải gì đâu ạ. Bụi ấy. Bụi này chơi lâu năm rồi, bám bụi vào. Được chưa? Ống thoát hơi phía sau. Gỗ sồi. Đấy. Nó còn cắt CNC bác đến rất là ngọt ở phần thùng này. Cắt CNC luôn. CC thì nó dập để nó cho cái vành này cũng đẹp thôi này, vành tép này vàng, thấy chưa? Nó bằng luôn, nó rất là đẹp luôn. Là phần bậy bụi thôi bác nhá. Nhà hôm nay em quay mộc cho bác về ngày mai sẽ thay và phần bát bậy nó phát nó cắt cắt rất là ngọt ở phần đây. Ngọt để là bác để ý khi là để khi bạn đắt bát bát là nó sẽ có điểm là nó thua nó gẹp nó chìm xuống nó đẹp hơn và đây giảm sốc này. Những cái phần vân tần. Rồi phân tần của TB bác biết rồi, cái phân tần của nó, cái vỉ của nó là vỉ đỏ. Và tất cả tụ nó tụ cáp hết, tụ của Mỹ hết bác nhá. Tụ si cáp bác nhá. Tụ rất là xịn luôn này. TB này. Nghĩa là cái chở cũng của TB luôn, cuộn cảm tụ tụ cáp. Nghĩa có đợt về nó là tụ của TB luôn, nhưng cái tụ này tụ cáp nó cao cấp hơn tụ bạc. Tụ cáp bạc này là tụ đắt nhất trong các dòng tụ bác nhá. Để em phân tích cho anh em luôn. Đây như đây, có cái tụ đen này của TB này, tụ TB này, Made in USA này bạn thấy không? TB sao? USA nhà tụ này. Nhưng con tụ này cũng là của Mỹ nhưng nó tụ bạc nó đắt hơn cả tụ đen này. Nhưng có phiên bản đời thấp hơn ý thì nó thường sẽ sử dụng tụ đen. Nhưng nơi phiên bản đời nó cao sử dụng chép là chép cộng hưởng. Chép là chép phễu cộng hưởng. Hai là sử dụng bát là bát của bát neo. Ở phân khúc cực kỳ hiếm phục vụ anh em. Đấy. Phân tần là TB sao phiên bản L nhá. VKVK TB sao. Đấy. TK8012L. Đấy. Bông cho âm sử bông là bông phần bông của bông đen. Các bác trước khi quay trần test âm anh đặt cho em phần bát từ lên đây để cho bác xem độ gấu độ ngầu để cho bác là xem đẹp như thế nào. Các bác mua những đôi gọi là những đôi gọi là anh đôi loa mới những dòng bát neo của dòng Martin thôi. Anh Quốc ấy, bát neo này. Các bác mua giá đâu đó. Bát đang mua giá đâu đó bãi nó dừng 16 7 triệu. Đấy. 6 7 triệu. Thì hiện tại như thế thì muốn đôi TB này bác check những cái bản này ở trên web của TB Auto. TB là TB sao? Một đôi loa này giá đâu đó khoảng gần 40 triệu đồng. Thì nay em thì mình xin phép bán cho anh em và các bác với mức giá là 12 triệu 500 ngàn đồng các lý nhá. 12 triệu 500 ngàn đồng trên đôi này. Và trong clip này em xin phép hôm nay ngày bao nhiêu anh? Hay ngày bao nhiêu? Làm nhanh lên nào. Ngày bao nhiêu chú? 18. Ngày 18. Ngày 18 anh nhá. Hay ngày 18 tháng 8. Em sẽ chốt đơn cho hết ngày hôm nay đến hết ngày mai là hết ngày 19. Em sẽ giảm giá 500 ngàn đồng còn 12 triệu đồng trên một cặp. Còn nếu mà hết ngày 19 tháng 8 em quay về 12 triệu 500 đồng cặp nếu mà còn tồn. Nếu mà còn tồn nhá. Thực ra với 12 với 16 cặp này em nếu chia hai cơ sở thì được lèo phèo được có mỗi cặp mới cơ sở được 5 6 cặp thôi. Số lượng không đủ cấp đâu. Các bác biết rồi TB mỗi lần có lô trước em về còn 5 6 cặp chỉ trong 2 hôm và TB mấy 3 lần về rồi các bác theo dõi trong 11 tháng này. Và các bác để ý những phiên bản
tép thường thôi, các bác mua những phiên bản khác không nổi trội, những dòng thương hiệu khác, không phải những thương hiệu của những dòng cổ khỏe của Mỹ sản xuất như TB đây, những dòng nhà những sản phẩm thương hiệu khác như dòng không tên tuổi, đây là TB thì quá tên tuổi rồi, anh em đã bán giờ mười mấy triệu đồng một cặp rồi. Thì hôm nay một cặp bát leo chép BNC, cái chồng chép chép session ấy đánh tiếng nó hay hơn cả chép leo. Những bác nào xem những anh em nào review những review loa mà sử dụng chép BNC cho em một lời, anh em thợ luôn cho em lời đánh giá chép BNC này, chép session này hay hơn cả dòng chép neo các nhá, em khẳng định 100% luôn. Và bây giờ các bác cùng nghe đoạn chất âm, em sẽ test ở đây. Ở đây em test chay đúng một chiếc rồi nhá, anh cắm vào cho em hộp con này luôn này. Đấy, em test luôn. Ở đây em test cục đẩy đều thôi nhá. Cục đẩy này, cục đẩy mà. Cờ đao là cục đao, cờ đao gọi là cờ đao nhái thôi. Các bác nghe chất âm nó này. Quay hơn đây. Em đánh ngoài trời luôn, con nhà em. Các bác nghe tiếng bát này, chép này kinh không? Các bác xem giải trống không? Đánh không cần xúc luôn. Xem cái logo ấy, cái logo lên cho đẹp. Các bạn nghe tiếng trong vắt luôn, tiếng trống nhá, nó chắc nhưng nó ấm, nó có bị đẹp, có bị chói. Đấy, các bác cùng nghe đoạn nhạc. Vì là em sợ bản quyền em test một bản nhạc, các bác cùng nghe cái tiếng trống nó xuống rất là sâu, tép thì sáng. Và báo cáo bác biết thì với giá thành hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá là nghĩa là hết ngày 19 này em không bán giá này nữa, không bán giá 12 triệu nhá. Em chỉ khuyến mãi bác 500 là còn 12 triệu, chỉ chốt trong ngày 18 và 19 tháng 8 2022. Đấy, số lượng có hạn, anh em có nhu cầu nhanh tay. Thì với giá thành này bác chỉ mua, nếu mời với bác thì mua những đôi loa gọi là hàng OEM, hàng không tên tuổi, những hàng gọi là hàng gióng, hàng tên tuổi thị trường, những dòng loa đặt tên chẳng hạn, như dòng của DB này, dòng PS này, dòng của TD, những dòng loa nói chung hàng OEM thị trường đã, bác có mua những đôi loa bắt vào 10 thông thường, giá đâu đó nó đã là 12 3 triệu rồi. Thì những cặp loa này nếu thì mua mới, bác check trên website của hãng bác biết rồi. Mua mới thì giá rất là cao. Gần 40 triệu thì bác mua hàng bãi giá rẻ hơn 6-7%. Và cái đặc điểm nữa là bác biết thì cái loa chất ý, loa chất thì mà các bác biết rồi, loa chất đây là gì ạ, là những dòng loa khi người ta đánh lâu, người ta chơi lâu năm nó không bị xuống tiếng, tiếng nó vẫn nguyên chất hay của nó vẫn hay. Còn những dòng loa thông thường các ông mua, những dòng loa gióng hay dòng OEM thì bác chơi được một năm đầu đến năm thứ hai thôi là tiếng bắt đầu xuống, nó giảm âm hẳn, nó không tơi chắc như lần đầu nữa, và cái này tiếng có thể bị rè. Đấy. Bát nó rè luôn. Còn những dòng loa đây bác thì bản thân các bác mua những hàng bãi người đã chơi trong phòng, người đã chơi 5-7 năm rồi thì mới đến tay các bác được. Nếu thì điều kiện của Việt Nam mình thì nếu mà các bác có điều kiện hẳn thì các bác mua một đôi mới này gần 40 triệu thì cái đó là không phải nghĩ rồi. Còn nhưng bây giờ thì đa số theo điều kiện của Việt Nam mình, bản thân em thôi, em là người bán hàng, tại sao em rất quý trọng, em rất thích bán hoa bãi. Em thì bán rất nhiều thương hiệu nhưng tại sao em vẫn nhấn mạnh là em rất thích bán hoa bãi, vì nó rẻ trong tầm tiền mà chất lượng nó hay. Vụ như đẩy hay vang hay mic, vụ đẩy vang hay bãi thì em ít khi bán vì nó là linh kiện, nó khác với loa. Là linh kiện nó cái gì chơi một thời gian là linh kiện nó rỉ, rồi linh kiện nó phồng tụ, nên khi bác chơi một thời gian nó hay bị chết về hay nó xoẹt xoẹt. Nhưng loa nó khác, loa nó cơ học. Cái chất của nó ở đây nó là cái chất này, mua hàng bãi nó là chất này, nó chính là cái chất này. Thì bác tiết kiệm được một thời gian khoản tiền đó, bác phải mua cho mình những con đẩy, con vang, con micro hợp lý. Thì nó đến Hiếu Minh Auto thì em nói loa thì bác có tham khảo biết rồi, em luôn đưa ra mức giá cực kỳ tốt và cạnh tranh cho anh em. Đấy, nhái hình cho bác cũng như quay cho bác clip nô TB này, anh em có nhu cầu nhanh tay nhá, anh em có nhu cầu nâng cấp cũng liên hệ đơn vị em nhá, số lượng có hạn. Thì đây em nhái hình cho anh em này, lô loa này về 30 đôi nhá, Solanda thợ của Mỹ nhá. Phiên bản này là phiên bản cũng limited luôn,
cực kỳ ngầu ạ. Cái phiên bản này ấy, nó là phiên bản sử dụng bát tép RCF. Bát tép RCF nhé, Solanda. Nó khác với các phiên bản khác trên thị trường quá nhá. Design dấu ấy đang như cái dòng này ấy, Solanda nó là dòng thượng của Mỹ, sản xuất ở Trung Quốc. Còn dòng TB là sản xuất tại Mỹ luôn các nhá. TB sản xuất tại Mỹ. Đấy. Thì Solanda em sẽ review ở clip sau. Có cả về bát 25 và bát 30 các nhá. Còn đối loa TB này thì em sẽ review đây, báo cáo các anh trên kênh. Em có nhu cầu những cái liên hệ đơn vị của Miro nhá. Thì với số lượng chắc 16 đôi này, em sẽ cấp vào trong Sài Gòn được khoảng 3-4 đôi thôi. Còn lại em sẽ bán online cũng như là chuyển ngoài Bắc. Em có nhu cầu nhanh tay nhá.